Xin chào các bạn độc giả. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn quyển sách Nghề Thầy của nhà văn Hoàng Đạo Thúy, nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Để có thể chạm ngõ với nghề thầy, tôi thật sự nghĩ rằng đây là một cái duyên. Khi tham gia Western Voice, nhờ vậy tôi mới có cơ hội đọc và cảm nhận những điều thú vị trong quyển sách này. Với những lời văn, từ ngữ, lối diễn tả có vẻ rất xa lạ, thật sự bản thân tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong lần đầu tiên đọc sách. Tuy nhiên, sau khi dành thêm thời gian để đọc đi, đọc lại và nghiền ngẫm, tôi phải thốt lên rằng Nghề Thầy là một quyển sách thật sự thú vị và càng đặc biệt hơn với bản thân tôi, một người thầy. Giáo dục với người thầy là một công việc cụ thể, chi tiết, hàng ngày, hàng giờ, với những việc nhỏ nhặt nhất như tắm cho trẻ, dọn vệ sinh trường lớp, giao thiệp với phụ huynh, với quan chức địa phương, chấm bài, sửa bài, hướng dẫn học sinh làm thủ công. Và ở từng ấy việc, tác giả đều chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp quý giá, đúc rút từ sách vở và chính trải nghiệm làm thầy của mình. Tác giả Hoàng Đạo Thúy cũng đã rút ra sứ mệnh của nghề thầy. Chúng ta muốn thì chúng ta có thể đổi hẳn tương lai nòi giống. Chỉ 10 năm, phải, mỗi người chỉ tận tụy 10 năm là một thế hệ thanh niên sẽ đổi khác. Huống hồ, đời giáo dục của chúng ta 30 năm hay hơn nữa, nó không phải là mơ mộng. Sự thực, ai cũng làm được, mà ai cũng phải làm mới được. Sau khi đọc xong quyển sách, tôi cảm nhận rõ hơn về vai trò và sự cần thiết của mối quan hệ hai chiều giữa gia đình và nhà trường, giữa cha mẹ và giáo viên trong việc giáo dục học sinh. Đồng thời, bản thân tôi cũng cảm nhận rõ thế nào là mục tiêu giáo dục toàn diện. Có phải chăng khi giáo dục về trí, chúng ta nên cho học sinh học càng nhiều càng tốt, nhồi nhét đủ loại kiến thức để trẻ có thể tham gia các kỳ thi và đạt số điểm cao nhất? Chúng ta hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm mục đích giáo dục về trí mà nhà văn Hoàng Đạo Thúy đã chia sẻ. Trí, muốn được việc ở trong đời thì phải đủ tài làm. Một mình không thể tìm ra cho đủ được, nên phải tìm trong kho biết của các người đi trước. Vì vậy phải học. Nhưng nếu chỉ học nhồi nhét vào óc mà không thử thách đem ra dùng thì có ích gì? Vậy phải tập. Phải học cho biết, tập cho dùng được, cho trí mình sáng, để rồi sau còn thêm vào những thứ đến lượt mình cũng tìm ra. Đó là mục đích giáo dục về trí. Nhưng việc cấp ở việc kiếm ăn, người ta đã vội vàng học mà quên tập. Học như vậy chỉ nhồi nhét vào óc những tài liệu lộn xộn, không chế hóa, không thu xếp, không dùng, rồi nó hỏng đi, nó mất mát hay bị bỏ quên trong kho thành đồ vô dụng. Trí không được luyện, tự mình không làm được gì. Trẻ nhỏ đọc sử, chuyện, các vị anh hùng thì thích lắm. Nhưng bắt đầu học một sách sử thì chỉ nghĩ học cho thuộc thôi, để rồi thi. Lúc ấy, những chữ ngày tháng khô khan, những việc ghi rời rạc, phải nhớ mới được. Mà khó nhớ quá, xin chán ghét sử, không sao thấy hay ở sử nữa. Lại thêm một bọn trách sử,
sao lại chép những chuyện, sao chổi hiện ra. Nhật thực, bà hoàng hậu nọ sinh con trai, cho rằng vô ích. Này, nếu ta làm cho học trò hiểu rằng những hiện tượng của trời đất là thuộc vào một độ số nhất định, dùng đó có thể xem xét ngày tháng trong sử đúng hay sai. Những việc sinh con trai ở gia đình vị quốc trưởng có quan hệ đến việc nối một thống hệ. Những việc vụn vặt có liên lạc đến tình thế một thời, liên lạc đến việc biến thiên, tiến hóa của muôn đời. Nếu học về một thời, ta dùng tranh ảnh, tổ chức các cuộc đi thăm di tích, làm sống lại cả thời ấy bằng các công việc, các chế độ của người đời ấy đặt ra, tình cảnh của dân gian, rồi cứ thế qua một thời khác nữa. Ta sẽ làm cho trẻ hiểu rõ được rằng, tổ tiên dựng nghiệp đã gian nan bao nhiêu, một đoạn tiến bộ phải qua bao nhiêu nông nổi, từ dựng nước trong ngàn Tây, mở mang chỗ ruộng triều, bãi bể, trông giữ lấy nền tự do, tổ chức nên có thể thống, đặt ra những phép tắc có nhân đạo, dựng nên một văn hiến đặc biệt của con người Việt Nam. Học trò nhỏ này sẽ thấy cái trách nhiệm của chúng trong quyển sự ấy, lại rõ các lẽ hưng, lẽ suy, đời vì đâu mà loạn, thu xếp làm sao mà trị. Học trò sẽ thấy được ở đó một lẽ tiên và sáng được trí suy xét, rồi có một đời xứng đáng. Cả nước ta nguyên do ở một nhà. Quyển sử ta là một quyển gia phả, một truyện hay hơn cả các truyện, vì tổ tiên ta đã chủ động trong đó. Học trò ta cũng phải sắp sửa để chủ động trong đó. Dùng chữ địa dư không bằng dùng chữ địa lý. Biết rằng đất ta ở chỗ này, tỉnh ấy ở chỗ nọ, có đường đi từ đây đến đây, dân số có từng ấy, xuất sản bấy nhiêu gạo, mà không rõ được cái lý, làm sao nước ta từ đây mà lan rộng đến đây, từ đấy lại thu vào đến đấy. Người ta vì đâu mà tụ họp ở chỗ này, vì cớ gì phải có đường đi từ phương này ra phương khác? Bởi đâu mà chỗ này đông dân, chỗ kia thưa, gạo sản ra nhiều ít? Cớ gì mà kỹ nghệ kém? Cớ gì mà khoáng sản tụ vào nơi khác? Đất ấy sau này thế nào? Hiểu được cái lý ấy quan trọng hơn là thuộc. Cũng như sử ký, mở mắt con trẻ vì thiên văn, địa lý sẽ đưa đến chỗ hiểu địa chất, liên lạc các khoa học để đến hiểu. Bằng bài học Nam Kỳ hình thế là một, rồi tuần sau lại bài học Nam Kỳ kinh tế là một bài nữa, thì chỉ cố đấm ăn xôi, xếp hai bài, rồi mấy chục bài vào đó, ích gì? Đã không hiểu, rồi đây làm sao được? Lối mình học khoa học cũng như thế, chỉ để nhớ, không nghĩ đến để dùng, để tìm thêm. Về cây cỏ, ta nên có chổi rồng giọt, để xem cây ấy mọc ra làm sao, khai hoa kết quả thế nào, trồng thế nào sẽ tốt hơn, bỏ thế nào mà cằn cỗi. Chế chất nọ với chất kia nó hóa ra thế nào, thực hành ngay. Nhiều thứ có thể thực hành được, mà tự tay học trò thực hành thì học trò mới có cái lòng tin rằng chúng cũng làm được, rồi dần dà chúng cũng làm được việc khác nữa. Học rồi tập nghiệm xét, tìm tòi. Học tiếng nữa, cũng đừng để cho chữ pháp trong toán pháp nó bó buộc. Hãy do chỗ một vài điều biết đơn giản và làm nhiều cuộc thao luyện trí bằng tiếng đã. Trí thao ấy là làm tiếng nhẩm, không có giấy bút vội. Hãy nhẩm trong óc chứ không nhẩm trong mồm. Có luyện tính toán quen thì tập ngay được cái tài giải quyết nhỏ. Xem các cách giải quyết cũ rồi đi được đến các cách giải quyết mới.
giúp cho tìm ra, chớ vội bảo sẵn. Ngày xưa học số, còn lo cả đến không những tính toán, lại còn thu xếp và lo toan. Phương châm ấy không nên bỏ. Trí nhớ thật cần, nhưng phải nhớ hết thứ nọ đến thứ kia, trong cái kho lộn xộn thì khó quá. Cũng nên dùng một cách thể thao trí cho tự sức nhớ dễ. Trong hướng đạo, có một lối chơi gọi là trò chơi kim, nên dùng. Nó thế này. Trẻ nhỏ ngồi quanh, ở giữa đặt cái mâm hay cái khay, phủ một tấm khăn vuông hay cái lồng bàn kín. Trong mâm đặt độ 10 thứ đồ, mở lồng bàn cho trẻ nhìn độ 1 phút, rồi đậy lại. Chờ 5 phút để viết ra tên những thứ đã trông thấy. Lần đầu kết quả thất vọng, nhưng đừng thất vọng, vì trò chơi mới mẻ, vì cậu nọ cứ nhìn cậu kia, nên mỗi cậu chỉ nhớ được vài thứ. Xong, thế nào cũng có vài cậu nhớ được nhiều. Thế là ganh nhau cố gắng. Rồi các cậu tìm ra phương pháp làm việc, hoặc chia ra từng khu cho dễ nhớ, hoặc gộp những đồ có dính dáng với nhau và từng nhóm, rồi tiến bộ lên trông thấy. Bấy giờ mới tăng số đồ lên, dần dần đến 20-30 thứ. Tập trong nhiều ngày, đừng vội. Nếu vội thì các cậu sẽ được kết quả xấu, rồi nản. Thể thao tập vài hôm khỏe sao được, tập vội hoặc đuối sức hoặc chán. Rồi lại có thể đổi hình thể trò chơi nhỏ, cho vào một phòng 3 phút, cha phải nói là trong đó có gì, để ở đâu. Vẽ trên bản mấy dấu hiệu, rồi xóa đi, bảo vẽ lại. Nhìn thầy ăn mặc thế nào? Thầy đi ra đổi vài thứ, xem ai biết được thầy đã đổi những thứ gì. Tha hồ cho thầy đem tài sáng kiến ra mà tìm trò mới. Không những trí nhớ của trò sẽ tăng, mà thầy cũng thấy cái nghề của thầy vui đáo để. Học cái gì cũng xem xét kỹ, đừng bảo ở chỗ ấy có cái ấy, nhìn thấy không? Hãy bảo ở chỗ ấy có cái gì, đố biết. Trò sẽ ngạc nhiên xét ra được khối thứ. Lại tập xét đoán mà tự hỏi, tại làm sao nó lại thế, nó thế này rồi sẽ ra sao? Tập xét đoán cũng có cách của hướng đạo, hay lắm. Bảo một bàn ra bãi cát, rồi làm một vài việc. Ví dụ, vật nhau, lăn xuống đất, đi thong thả, chạy. Các anh đi sau, phải xem dấu vết, rồi đoán ra những việc đã làm. Học về máy, hãy cho xem những cái đơn sơ trước, rồi phân biệt cách làm ra sức và cách dùng sức. Cách chuyển sức quay ra sức thẳng, chuyển sức thẳng làm ra sức quay, đưa ra, rút vào. Cho hiểu sự ăn nhập cùng nhau của các bộ phận trong máy. Bắt đầu nhìn một cái máy cho đến sáng ra, cho hiểu, biết cách dùng, rồi đến chỗ còn thiếu. Nếu xem một bộ máy mà chỉ biết, ồ, to nhỉ, ồ, đẹp nhỉ, thì không ít mấy. Trên kia đã nói, đem học trò đi chơi phải có mục đích. Ngay ở tỉnh thành cũng vô số việc đáng xét. Để cho học trò tập luyện, xem các công sở tại làm sao lại đặt ở chỗ nọ, cái cổng chợ ở chỗ ấy có tiện không, vì cớ gì phố chính lại ở chỗ ấy. Xem các kiểu nhà. Buổi sáng xét những vật liệu và hóa vật, đồ ăn ở các làng đem vào tỉnh. Xem thợ ở các xưởng ra và vào. Xem các bày biện các cửa hàng, các thu xếp
và máy móc cái xưởng thợ. Nói đưa đi chơi nhà quê là lũ trò ngoài tỉnh và cả trò nhà quê đã chán rồi. Họ cho rằng nhà quê có cái gì đáng xem. Họ tưởng chỉ họa có phong cảnh nhà quê là còn đáng để ý, thế thôi. Vậy làm sao cho trẻ về quê mà biết nhìn? Sao cái mái đình cong như thế lại cho là đẹp? Cái cổng này nhố nhăn, giếng xây thế kia tốt, chuồng trâu làm như vậy mất vệ sinh, có thể sửa thế nào? Sao mà trồng ngô, ở trên lại trồng đậu? Sao trầu không lại bịt kín, dẫn nước khơi sông thế nào? Thăm di tích lịch sử, chuyện các anh hùng, xem các tổ chức các làng, các tục lệ hay. Một cuộc đi chơi nên đủ cả trí, cảm và mỹ dục. Lại có thể thầy trò nhặt cỏ giúp một bà già, tập tát nước, họa một cảnh, phát một khu ruộng, và thích nhất là chơi một cuộc chơi lớn. Làm gì cũng phải có phương pháp, nhìn rõ mục đích rồi tìm đường. Ví dụ, làm một bài tiếng đố thì chép cho đúng đầu bài. Dùng cái gì để trả lời, đi tìm ngay cái ấy, tìm những cái làm ra cái ấy. Học nói, tài có rồi nhưng không nói được rõ ràng, gãy gọn, thì ai theo mà làm với mình? Muốn ủy cho ai làm việc gì mà không nói được rõ ràng thì việc mình hỏng. Vì thế mà xưa có học nói, học thư gửi. Học cẩn thận tiếng mình rồi nói rõ ràng. Đừng nghe người ta bảo rằng tiếng mình nghèo. Nghèo về những khu vực mình không dùng đến, nhưng tiếng mình rất đủ để dùng trong các công việc mình. Đừng tưởng nói chữ ngoài nhiều là giỏi, thế chỉ tỏ ra rằng mình lười, không chịu dùng hết tiếng nhà. Lười quen rồi quên hết tiếng, thành ra nói tiếng lai. Thế mà nếu cố tìm thì lắm khi rất thú vị, vì đã tìm được một tiếng thật đúng. Ở trường làm cho trẻ dám hỏi, rồi lễ phép mà hỏi, bảo nói rõ đầu đuôi. Thầy hỏi thì cho phải đứng lên mà thưa, thưa lễ phép và rõ ràng, nói khá to, trừ cái lối nói âm A như đọc sách. Nếu khó nói thì cho nghĩ rồi hãy nói, mà nói rõ. Người nói không rõ thì trước thầy hãy đỡ đầu, nhưng đừng nhắc, làm cho có lòng tin để khỏi ngập ngừng. Thấy nói kém thì đừng gắt làm cho trò sợ, hãy bỏ mặc không hỏi nữa. Chính những trò ấy cần hỏi hơn. Thầy hỏi, trò cuốn, đừng hỏi dồn cho nó loạn óc. Ân cần bảo ngồi xuống, hỏi kẻ khác, một chút sau, trò trước đã hoàn hồn thì lại hỏi. Sao cho trò nào cũng biết rằng mình cũng nói được đấy. Có khi thầy mệt, xin lười, hỏi đứa dễ chịu cho được việc, làm thế không công. Những giờ học tiếng nước ngoài thì nhất định nói tiếng nước ngoài, đừng chen tiếng ta vào. Không giải dịch, muốn thế thì hỏi từ chuyện dễ, sau hãy đến khó. Bài học tiếng chúng ta nên xem lại. Học tiếng ta không phải là học chữ nho. Biết kỹ những tiếng thường, chỉ cho rõ thế nào là cái nồi, thế nào là cái niêu, cái nồi 10, cái nồi 30, rồi hãy nói đến cái bình. Cái nồi là vật thường nhật, ai cũng biết, thế mà cũng cần chỉ đúng vào, cho nhận rõ hình dung. Hình đã nhận rõ thì tiếng nói được ra ngay, không sai nữa. Trước khi làm giàu cho tiếng là việc phải có, hãy bắt đầu thuộc những tiếng sẵn có đã. Những tiếng dùng trong các kho tiếng như quốc sử diễn ca, như các truyện Kiều, Phan Trần, Ngọc Hoa, Phương Hoa, Lý Công, nói về các tiếng dùng trong những truyện ấy. Nếu chúng ta thử đem ra mà xếp vào từng loại một,
đủ làm tài liệu rất phong phú cho bài học tiếng. Thơ là một lối tả cảnh hay tình, bằng chữ có vần, người ta tả buồn rầu dễ hơn mạnh mẽ, nên thơ có hại nhiều hơn thơ hay. Cho học trò thì chọn những thơ mạnh mẽ, tả những nghĩa cao, đừng để bị lời đẹp đánh bẫy. Kịch là một phép giáo dục tốt, nhưng việc kịch dở nhiều nên hễ nói đến là trẻ nghĩ ngay đến những chuyện rất láo như chế thổ công, những trò bợm bãi. Nếu dùng đúng phép thì trẻ có thể đóng kịch mà có được những tài mô tả, tài tưởng tượng, chữa được thói nhút nhát khi những chuyện bạc ác, lọc lừa. Bảo các em tai quái đóng những vai thật ngay thẳng cũng có ảnh hưởng cho chúng. Chỉ nên ngừa cái lúc chúng thấy vỗ tay mà vì hãnh diện học làm tài tử. Dán hoặc làm thì hay, nhưng để đam mê coi như việc chính thì hỏng. Hát là một lối họng nói cho minh bạch, óc làm chủ, sai khiến họng phải phát lời ra cho đúng âm luật. Trong khi hát, làm sao cho học trò đừng anh nọ nấp sau anh kia mà hát đún đà. Phát âm ra thật đúng, hát từ đầu bài đến cuối bài, cho thật hết mới thôi. Nhiều khi 50 anh bắt đầu rồi cuối cùng chỉ còn một anh. Hát thế làm cho lời quen, cần thuộc và đúng rồi hãy đồng thanh hát. Trẻ cần hoạt động, hò hét. Nếu cầm cho ngồi yên lâu thì sẽ chóng mệt, rồi không tự cản được nữa, sinh ra nghịch ngầm rồi quen dối trá. Chỉ bằng cho hát to, hát cho thỏa thích rồi lại học. Về trí thì cần cho học trò nhận rõ những thứ đã hiểu biết, cái gì chưa biết thì rõ là chưa biết, có thế mới tiến được. Theo Vương Dương Minh, trẻ còn nhỏ đừng chấp trách những điều nhỏ, cho chơi, cho hát, cho dễ nên người. Không, khi có khách bảo đi pha nước thì cậu bé lúng túng, đánh đổ, đánh vỡ. Sai viết bức thư cho chú thì dán hồ be bét. Lúc đi học, những giờ thủ công coi là cái nợ hay là giờ nghỉ. Học rồi không đi làm việc ở các sở mà về làng là không biết làm việc gì. Đi cày không biết, làm thợ không quen, của ấy thì chỉ để vợ nuôi, rồi con nuôi, rồi đến nhà thương chôn cho làm phúc. Có tìm được một chỗ mà gãi giấy chăng nữa thì cũng cần bao nhiêu người kéo xe cho đi, kéo xe cho về, thổi cơm, giặt áo cho, hầu hạ đủ thứ. Thế mà ai là người ta đẻ ra chỉ để hầu mình cả đời mới được chứ? Trẻ không tập cho làm, có khi lại không để cho làm, là bắt nó thiệt thòi cả đời ấy. Vì ba ông đồ dài lưng tốn vải mà vin vào đấy, ai cũng muốn làm nghề văn tự. Có người lại còn bảo phải làm lụng là cái nghiệp của con người ta. Thế là coi công việc là cái tội rồi, làm thế còn thú gì? Nếu đặt cho thủ công một cái mục đích yêu thì tự khắc nó đẹp bao nhiêu. Làm để đỡ cho cha mẹ, làm để nuôi vợ con, làm để giúp nước, giúp xã hội. Tự khắc thủ công lên một bậc hay, một đức. Làm bằng óc rồi cũng phải làm bằng tay thì thần kinh mới thăng bằng. Trong phép chữa bệnh điên, người ta có dùng thủ công để cho thần kinh thăng bằng đấy. Những nhà đại trí thức vẫn thích có một nghề làm bằng tay để lúc nghỉ ngơi thời làm. Quen chân quen tay thì trước hết không phải nhờ người
mình bớt được một người đầy tớ, ấy là nước ta thêm được một người làm việc. Trẻ con tập thủ công quen cũng sẽ đỡ lúng túng, lẫy bẫy, làm việc kỹ càng, không cẩu thả, sau này tiện về việc chọn nghề. Lạ một cái là trăm việc trong thiên hạ, cái gì cũng phải tay nhúng vào, mà sao các chương trình học lại quên món đó, hay là dành cho mỗi tuần có nửa giờ, hay một giờ là cùng. Có một giờ mà học thế nào? Thầy giáo đã không được ai luyện cho thủ công, mà cũng ít tự luyện. Đến giờ học thì bảo rằng, hôm nay các anh đàn cái rổ. Học trò tuy cũng đoán ra thế nào là cái rổ hay cái rá, thế mà nghe thấy cũng phải choáng tai. Phần nhiều không có sẵn tre thì ngồi ì ra đó, hay lúi húi vẽ hay làm tính. Mấy anh có tre thì lo lắng mà tự hỏi rằng, làm sao thanh tre này mà hóa ra được cái rổ, rồi chẻ tre lạch cạch, không dám làm rầm quá, sợ phiền lớp bên cạnh. Thầy cũng đi lăng xăng để xem hơn là để dạy bảo, vì chúng nó mà hỏi làm thế nào, tất thầy cũng khó chịu. Thế là từng nhóm đi pha thanh tre, làm năm, làm bảy, nhưng lẹo đến quá nữa. Được mấy cái nan cũng đem đan, nhưng trông nó thành cái rổ thì xa, xa quá. Thầy nóng ruột trông cho giờ ấy hết, cho hì hục mãi cũng chán. Tiếng trống tan học nổi lên, ai nấy thở dài như cất được gánh nặng. Cái bài quái ấy, thế là xong. Đến tuần sau, chấm. Phần nhiều đem những rổ không thành hình, mà có lẽ không bao giờ thành hình nữa. Mấy cậu láo lĩnh nhờ cha hay thằng bếp làm hộ. Dán, hoặc một cậu cố làm được cái rổ đẹp, thì thầy bảo cho vào học cụ khố. Kết quả chán bét, phần đưa, tổ chưa xong, rồi không làm được cái gì xong cả. Thế là quen thói bỏ dở. Phần mượn làm thì quen nói dối, giả dạng. Còn làm được để cho vào học cụ khố thì lần sau khó mà cố gắng nữa. Thế mà người lạ tới thăm lớp, xem học cụ khố, ai cũng phải tấm tắc khen là học trò dạy giỏi thủ công, cho đem đi đấu xảo, trong khi thầy giáo khó nói, thế nào cứ bực mình. Hôm khác, thầy bảo nặn cái hình lục lăng bằng đất. Nó đi lấy đất sét về nhào, nặn đi, nặn lại, bôi hết bậc cửa đến bờ hè. Em nó trượt ngã, bà mẹ phải phát bẳng. Thôi, cứ cắt chữ và gặp con chim vậy. Khi bà mẹ hiền, thấy giấy bì đắt tiền mà cách phao, cách phí, bà nhịn làm sao được. Thế là cả trường học cùng gia đình đều ghét thủ công cả. Mà thủ công thì ai cũng hiểu là cần, cần lắm. Vậy làm thế nào bây giờ? Hãy tùy sức trẻ con mà thầy cùng trò cùng làm. Thầy không thạo gì nghề ấy, làm thử. Thấy hỏng chỗ nào là biết trẻ sẽ ít ra cũng khó chỗ ấy. Rồi như trên đã nói, đặt vào một tác phẩm, một mục đích yêu, để làm linh hồn cho công việc. Ba hôm trước bài thủ công, bảo học trò giữ sẵn vật liệu. Nhà quê thì ra bờ tre đảnh một đoạn gốc tre thưa, ở tỉnh thì hỏi hàng tăm. Nhưng trước đấy sẽ có một bài mài dao đã. Mài sao cho sắc, mài một chiều, rồi đổi chiều, rồi liếc,
đưa đưa đi rồi lại kéo lại. Giao ai sắc nào? Bài sau đưa giao và tre đến. Hôm nay nhũ nhặn ta hãy vót tâm. Học trò vô phép bĩu môi, thủ công gì lại vót tâm? Thầy tiếp ngay bằng một câu chuyện. Các anh vót lấy 20 tâm nhỏ, phơi khô, lấy chỉ xanh đỏ buộc lại, rồi đem cất một chỗ. Đợi hôm nào nhà có giỗ, bà mẹ hiền đi chợ, bà bận quá, bà về nhà và nàn rằng quên tâm. Lúc ấy ta đưa ra: thưa mẹ, tâm đây ạ, con đã vót sẵn. Hay là: thế nào cũng có hôm nhà hết tâm. Tâm là vật mọn, nhưng hết là cả nhà bực bội. Lúc ấy ta kiếm cái đĩa, để bó tâm lên, đưa ra: thầy một chiếc, mẹ một chiếc, các anh các chị xem cả nhà có phải thích thủ công không? Thầy nói dứt lời, học trò vội với lấy tre, trực trẻ. Nhưng khoan đã, hãy cạo tinh tre đã, cạo khéo cho khỏi quằn dao, cạo sạch mà không mất cật, rồi pha thế này cho nó không lẹo, rồi vót. Lúc vót, nghĩ đến lợi non của em bé, răng lung lay của bà, mà vót vừa mềm, vót thật đẹp mới thích. Sao lại kỳ quái vậy? Để cho trẻ làm cái gì cũng đúng phân tức cho quen. Xem nào, hôm nay thủ công có thích không? Mỗi trò bỏ một bộ tâm vào túi, hí hửng ra về, để cho kịp làm cho cha, cho mẹ vui lòng. Lần sau, làm 2 đôi đũa tre để bà mẹ rán cá, vì rán bằng đũa sơn phí quá. Con mẹ cẩn thận nhỉ. Sau nữa, làm thằng người bằng tre, đem về cho em chơi, rồi làm một tá đĩa tre để đến Tết ăn mất. Bàn chảy răng đắt, làm cái tâm bằng ngón tay cái, đập dập đầu rồi nói với cha: từ rày con không mua bàn chải nữa, đỡ tốn. Rồi học lau cửa kính, lau lót và bày bàn thờ đỡ thầy, trang hoàng lớp và bồn học. Từ ngày theo cái chương trình thiết thực này, hạnh phúc gia đình tăng lên, ai cũng vui vẻ mà tấm tắc. Thủ công hay thật, lúc ấy lại tiến thêm một bậc nữa, môi dây thép, làm cái gác xà phòng, làm gắp chả, nghĩ cả việc nhà, học quét nhà, làm cơm, đánh phèn, lọc nước. Lại lên một bậc nữa, làm chiếc tàu bay kiểu nhỏ, cho bay được. Mỗi học trò sẽ có một hộp đồ dùng, con dao, cái kim, và không ngờ rằng mình đã làm được thế. Bí quyết là yêu, tuần tự, cố gắng. Thủ công có ích về giáo dục vô cùng. Ngoài những đồ làm ra, thủ công là một dịp tập phương pháp làm việc. Muốn làm một thứ gì phải tưởng tượng ra, vẽ kiểu, lo vật liệu sẵn, quen sáng kiến. Thứ hai là sắp xếp các đồ dùng, mài đánh cẩn thận để gần mình cho khỏi mỗi lúc đi lấy, học quen dự bị. Thứ ba là bắt tay vào làm mãi miết cho đến xong, không bỏ dở, quen bền gan. Thứ tư là làm cho thật đúng kiểu, đúng từng phân, từng ly, học đúng cái thiếu của nhiều thợ ta. Thứ năm là hỏng thì bắt đầu làm lại ngay, không nản gì cả, học lập chí. Thứ sáu là làm xong thật tốt, thật đẹp, rồi ngắm nghía để ngắm cái công trình thật đẹp, hưởng cái thú thành công. Thứ bảy là xem ai cần nhất cái vật mình làm thì đem biếu, tập tính vị tha. Thật ít bài học có tính cách giáo dục đủ đến thế. Phương ngôn: ra tay, gạo xay, ra cám.